của nó là tất cả còn nguyên zin hết nha anh em nhé, tất cả còn nguyên bản này. Ốc nhưng còn là ốc chưa có dấu mở nhá, ốc quy lát như anh em ở trong miền trong gọi là ốc quy lát này còn nguyên bản này. Tức máy. Thế rồi anh. Ôi sao nhanh thế. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe nhá. Để còn làm được những cái công việc mà mình yêu thích. Và cũng xin cảm ơn anh Phan. Đấy anh Phan đây, hôm nay anh ấy đến cơ sở của em, thăm cơ sở của em và anh ấy mua một con máy của em. Thì anh Phan anh ấy xem trên kênh YouTube thì anh ấy biết đến đến cơ sở của em, thì anh ấy mua. Cũng là anh Phan là anh chuyên làm về máy cày anh em ạ, anh ấy chuyên lắp ráp các loại máy cày cho khách. Thì anh ấy xem trên YouTube bảo là anh muốn lên trên em mua một con máy. Con máy cày vừa con máy V2203 để về anh lắp vào máy cày. Thì đúng là trước khi lên anh Phan có điện cho em rồi, bảo là trên em còn máy đẹp không, thì em bảo anh ơi trên em vẫn còn máy đẹp thì anh nên xem, được thì em sẽ để cho anh. Thì hôm nay anh Phan anh bắt xe từ chỗ nào nhỉ Tính? Quảng Linh. Đông Triều à? Ở huyện Đông Triều, Quảng Linh nhá. Anh ấy bắt xe từ giáp với Hải Dương ấy anh em ạ. Bắt xe từ Quảng Linh lên đây. Thì em vừa đi đón anh Phan vào đây. Thì đây đang đấu dầu để test lổ con máy này cho anh ấy. Thì con máy V2203 này thì nó là máy vòng tua. Em sẽ giới thiệu qua cái mã lực vòng tua của nó cho mọi người cùng cùng biết. Con này là vòng tua của nó là 2007 nhỉ anh à? Vâng 2007. Mã lực của nó là 50 à anh? Hay bao nhiêu ấy? 45. Mã lực của nó là 45 PS nhá anh em nhá. Cái máy này thì thường thường là anh em rất là chuộng về lắp vào máy cày, em cũng bán được rất là nhiều rồi. Mọi người theo dõi kênh của em thì không lạ gì nữa rồi. Thực sự là càng ngày có càng có nhiều người biết đến mình, biết đến cơ sở của mình, biết đến đến cái cơ sở và đến cái cửa hàng của mình. Thực sự em rất là vui vì phục vụ của mình có thể là mang lại cái những cái sản phẩm tốt nhất và để phục vụ được những cái khách hàng từ Cà Mau này cho đến tất cả các tỉnh khác ở lân cận, xa xôi nhất là Cà Mau. Thực sự là cũng bán được rất là nhiều mà mang được những cái lại những cái sản phẩm thật tốt đến cho khách hàng, đấy là một cái niềm vui. Thì tất nhiên là kinh doanh thì ai cũng phải kiếm tiền thôi anh em ạ, nhưng có nghĩa là có nhiều người cảm thấy cũng có nhiều người người ta cần mình, thì một cái đấy là một cái điều rất là vui và cảm thấy mình đã làm được cái điều đấy. Thì đây em sẽ giới thiệu qua cái con máy V2203 này qua một tí để cho mọi người cùng xem là vì sao nó đẹp nhé anh em nhé. Đầu tiên là cái đầu ốc kim của nó, tất cả còn nguyên zin hết nha anh em nhé, tất cả còn nguyên bản này. Ốc nhưng còn là ốc chưa có dấu mở nhá, ốc quy lát như anh em ở trong miền trong gọi là ốc quy lát này còn nguyên bản này, thực sự rất là đẹp. Đây anh em xem này, tất cả còn nguyên bản hết, ốc quy lát các thứ còn nguyên bản. Đây tất cả còn nguyên bản luôn. Con máy này thì những con máy này là em đã chọn lựa rất kỹ ở bên nước ngoài rồi trước khi mang về, vì bên đấy em đã lổ rất kỹ trước khi vì máy này không phải lúc nào nó lổ cũng được nha anh em nhá. Thường thường là lổ 10 con có khi được 2-3 con thôi, phải kiểm tra rất là kỹ càng vì em là chuyên bán buôn, em chuyên bán buôn đâm không có thời gian để test từng con máy một, để lổ từng con máy một thì rất là lâu anh em ạ. Nhưng mà mình trước khi mình mua là mình sẽ điện sang bên kia là người ta lủ cho mình thật kỹ càng rồi để đánh dấu riêng ra. Đây con này là V2203 đấy nhá, cái mark V2203 của nó đây anh em. Con này là máy Japan nhé, Made in Thái Ba, Made in Japan, máy Nhật. Thì thực sự là vừa rồi cách đây 30 phút em có tư vấn cho một ông anh ở trong không biết trong đâu nhỉ, ở trong Đồng La hay ở đâu mua một con máy V. Thì anh ấy bảo là cứ bắt em chụp ảnh 8 con máy. Nhưng thực sự là mình em cũng giải thích bảo là ok, vì các anh mua máy qua mạng thì cái thực sự là mua máy qua mạng thì nhiều khi vẫn chưa tin tưởng lắm. Thì em cũng nói luôn là mới một cơ sở có một phong cách làm việc khác nhau, để xây dựng được cái lòng tin và cái chữ tín thì rất là lâu. Thì anh nếu mà anh chưa tìm hiểu kỹ thì anh có thể chưa không mua, hoặc là anh có thể tìm hiểu thêm. Thôi cái câu chuyện này tí em sẽ nói sau, bây giờ em sẽ cho anh em thợ lỗ test lỗ. Ồ để trước hết là cho anh Phan anh ấy kiểm tra. Thứ hai là em sẽ đăng lên kênh bán hàng để cho mọi người có biết là cái sản phẩm này ở bên em còn rất nhiều nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em sẽ tư vấn cho mọi người làm sao để cho mọi người có thể mua được một con máy phù hợp nhất với công việc của mình.
và phù hợp với túi tiền của mình nha anh em nha. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ cho nước và lỗ test máy để kiểm tra. Em du luôn như xe con luôn nhá. Lỗ pịch 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 như xe con luôn. Đấy, bác kiểm tra đi. Đấy, anh Phan này. Quá lét. Máy em kiểm tra kỹ rồi. Như xe con luôn nhá. Thứ máy. Thế thôi anh. Ôi sao nhanh thế. Con này đây là con máy mà em nổ nhanh nhất từ trước đến bây giờ. Có nghĩa là nhiều khi bán máy cho thợ rất là nhàn, vì thợ người ta biết xem ấy, được hay không là người ta sẽ ok luôn anh em ạ, chứ không mất thời gian. Ví dụ như mình bán máy cho khách lẻ hoặc là bán máy qua mạng ấy, lỗ kỹ lắm anh em ạ. Tính em là đã được là được, không được thôi, vì sợ, vì mình em bán máy xong á là phải có trách nhiệm với sản phẩm mình bán ra, đâm là sợ vào đến nơi không được, không lại khách bắt đổi thì đúng là mất việc, mà mình nhiều việc, đâm là em làm là rất là cẩn thận. Nếu mà khách không ra lỗ lâu kiểm tra kỹ. Đây, thích nhất là những khách hàng người ta đến tận cửa hàng như anh Phan đây. Đấy, lỗ có chưa đây một phút, có tí rồi là xong. Rất là nhàn đầu anh em ạ. Nếu mà ai cũng như anh Phan mà đến cửa hàng em mà mua máy kiểu này thì một ngày em phải bán được chắc là phải 10-20 con máy. Mà mua bán qua mạng thì nói chung là bây giờ anh em không ra được thì mình phải kỹ thì sẽ không mất việc cho tất cả mọi người. Thực sự là lỗ con máy còn chưa được mấy phút đã xong rồi. Rất là ok. Thì lúc em sẽ nói tiếp cái câu chuyện mà lúc em vừa tư vấn cho anh mua con máy V về và lắp vào xe cẩu. Thì anh ấy cứ lăn tăn mãi, xong em bảo luôn là anh có thể hỏi bất kỳ ai. Anh có thể hỏi bất kỳ ai ở anh có thể có thể hỏi bất kỳ ai ở ngoài này xem là cơ sở của em như thế nào. Ai cũng biết, riêng mà ở ngoài Vĩnh Phúc này không ai không biết đến cơ sở của em. Em khẳng định với mọi người luôn, nếu mà về bán máy hỏi động cơ ô tô Hưng Thịnh ai cũng biết. Thì anh ấy sau một thời em mới bảo là anh ơi, tất cả khách hàng, em nói luôn là tất cả các khách hàng nhé, để mọi người cùng lưu ý, em mua bán ấy em không như người khác. Em nói luôn với ông anh là khi mà anh đã đặt tiền em mua máy, anh yên tâm là em không biết cơ sở khác người ta làm việc như nào, nhưng đối với em này, không phải là anh chuyển tiền cho em rồi mà em tất cả các khách hàng, không phải chuyển tiền cho em rồi mà em giao cho khách hàng con máy nào khách hàng phải lấy. Có nghĩa là em chuyển, khách hàng chuyển tiền cho em thì mua một con máy nào đấy thì em sẽ đầu tiên cái khâu đầu tiên nhá. Khâu đầu tiên là em sẽ gửi ảnh rửa thật sạch rồi gửi ảnh cho khách, khách đồng ý bảo ấy hình thức con máy này đẹp rồi anh lấy. Thì đến mới đầu đến khâu thứ hai là lỗ máy lại gửi video tiếp cho khách hàng. Lỗ video tiếp cho khách hàng ok thì mới lại bắt đầu kiểm tra đến những thứ khác. Ví dụ như máy lớn thì sẽ kiểm tra trục hay bạc các thứ. Nếu mà máy nhỏ thì không phải kiểm tra, thì xong tất cả ok rồi thì mới bắt đầu đóng ba lết và gửi đi. Chứ không phải là mọi người nhiều khi cứ lo là sợ mua hàng xong mình chuyển tiền cho người ta rồi xong người ta phải đưa cho con máy nào mình cũng phải nhận. Không có chuyện như vậy nhé anh em nhé. Tất cả mọi người, em chỉ cần mọi người đặt cọc cho em một ít tiền thôi, rồi về đến nơi mọi người có thể được quyền kiểm tra hàng trước khi giả tiền và đúng cái con máy mà mọi người đã đồng ý lấy qua video thì kiểm tra đúng con máy đấy thì mọi người trả tiền cho em. Nếu không đúng em lại trở máy quay đầu trả lại tiền, hoàn lại tiền cho khách hàng, không thiếu 1.000 nào nhé. Đấy là cái nguyên tắc làm việc của cơ sở em. Thì em cũng mong mọi người lưu ý. Thì dạo gần đây cũng được rất nhiều anh em ủng hộ và tin tưởng. Thực sự là một ngày có hàng trăm, 200 cú điện thoại gọi điện rất là nhiều, nghe không hề hết được. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã biết đến cơ sở của em rất là nhiều và tin tưởng. Thì qua đây cũng mong sắp tới em sẽ nhập hàng về thật nhiều hơn nữa, để có thể phục vụ cho tất cả mọi người. Chắc sắp tới cái dòng máy nhỏ Kuta với lại dòng máy Trung Quốc các loại dập nhiều kinh khủng luôn.
Ôi lắp làm gì tính không phải lắp đâu. À, nhập về rất là nhiều nhé anh em nhé. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu thì cần tư vấn thì cứ alo cho em. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, tri ân đến tất cả các khách hàng. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, công việc luôn luôn thuận lợi nhá, phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Có những cái nhiều anh em bình luận là mấy ngày hôm nay không thấy anh lên video. Có ai làm video mà nó nghe nói nó không lôi cuốn ấy. Thực ra là đấy là em trai của em thì mới làm thì chưa chắc là sẽ cái nói trước cái video với lại tư vấn thì chắc chắn là sẽ không thể bằng em được, thì chắc là sau này sẽ dần dần tốt lên thôi anh em ạ. Nhưng đấy là vẫn là hai kênh bán hàng, vẫn là hai kênh của em nhé anh em nhé, vẫn như nhau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Chân thành cảm ơn.